Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Tuyên, mình đến từ HTD Resort. Chào mừng các bạn đến cái video của mình ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay của mình sẽ cập nhật cho các bạn về một cái dự án Binance Law Park. Trước đó là dự án Space ID, một cái dự án cung cấp tên miền cũng như là cung cấp cái xác định danh tính ở trên Web 3, cũng khá là tiềm năng và có tương lai phát triển ở trong dài hạn. Và trong cái video trước thì mình làm ở cái thời điểm trước khi nó list lên sàn, thì ở trong cái video này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn thêm về dự án này, xem họ cũng đã làm được gì hay chưa, và hiện tại cái nền tảng của họ có vẫn đang phát triển hay không, cũng như là cái vùng giá ở thời điểm hiện tại là một cái vùng giá đẹp để các bạn mua cái đồng token này hay chưa. Thì ở trong cái video ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu và chia sẻ về cái dự án này, xem chúng ta có nên mua không nhá. Thì chúng ta nhìn vào đây này, đây là cái chart đồ thị ngày của cái dự án Space ID này. Và như chúng ta cũng nhìn vào đây, chúng ta cũng thấy đó là ở trong cái thời điểm trước đó, khi mà ở cái vùng tích lũy từ 0,43 đến 0,5 thì nó là một cái vùng tích lũy khá là dài, nó rơi vào khoảng độ 15-20 ngày đúng không? Sau khi mà tích lũy ở đây một thời gian thì nó cũng đã băm lên 0,9 ở đây. Khi đó thì cũng có rất là nhiều người mua ở cái thời điểm trước đó thì cũng ăn được cái dự án này. Và nhìn vào đây chúng ta cũng thấy khi mà đạt được ở mức đó là 0,9 đô thì đội đội cá thì nó cũng đã xả hàng đúng không? Bitcoin thì điều chỉnh một chút thôi, nhưng mà nhìn vào cái trang này là trang xả. Tuy nhiên ở cái thời điểm khoảng 10 ngày nay thì chúng ta thấy ở cái thời điểm này nó lại là một cái vùng giá tích lũy. Thì ở đây nó cũng là nhìn vào chart thì nó rất là đẹp rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải xét xem dự án họ đang làm vẫn có triển khai làm tốt hay không, để chúng ta có nên gom hàng hay không các bạn nhé. Về cái đầu tiên thì trở lại cái website của dự án thì như trước đó thì chúng ta biết đó là Space ID, nó là một cái nền tảng cung cấp về tên miền cũng như là giúp các bạn đăng ký và duy trì phát triển cái tên miền và xác định danh tính ở trên cái nền tảng Web3. Và cái này thì nó khá là cần thiết đúng không? Và ở dưới này thì chúng ta thấy đây là cái tên miền có đuôi ETH này, đuôi BNB này, cũng như là đuôi ARB này. Và như vào đây chúng ta thấy tổng cái số lượng đăng ký đến thời điểm hiện tại đó là 2,5 triệu đối với lại tên miền ETH này, và 793.000 đối với lại BNB, và 287.000 đối với ARB. Cái này là Arbitrum đấy các bạn. Và tổng số lượng bán ở đây đó là 247.000 này đối với ETH, và 154.000 đối với lại BNB, và 42.000 đối với ARB. Tức là cái tổng số tiền giao dịch ấy tương đương đó là 53.000 ETH và 19.000 BNB cũng như là 2.000 ARB ở đây. Và ở đây đó là tổng cái số lượng người dùng hiện tại bây giờ các bạn nhé. Đối với lại ETH, BNB thì so với lại trong cái video trước mình cập nhật ấy, thì ở đây nó cũng đã có những cái mức tăng trưởng khá là đáng kể khi mà cái dự án này list lên sàn, nên là cũng được rất là nhiều người để ý và đăng ký tên miền. Và ở dưới này đây là cái cách để chúng ta đăng ký những cái bộ sưu tập xác định danh tính ở đối với lại ETH, BNB hay là ARB ở đây. Và ở đây chúng ta cũng thấy đó là cái số lượng người đăng ký này cũng như là tổng cái volume giao dịch và cái mức giá mà để cho chúng ta chi trả cho mỗi cái bộ sưu tập này ở đây. Và ở đây đó là những cái số lượng người tham gia đăng ký rồi đúng không? Đó, thì nhìn vào đây thì chúng ta thấy gần như là cũng rất là nhiều người tham gia đăng ký các tên miền với đuôi ETH, ARB ở đây. Đó các bạn nhé, thì các bạn có thể vào website của nó các bạn tìm hiểu sâu hơn. Thì ở đây nó cũng nói đó là tên miền Web3 nó sẽ xác định danh tính của bạn cách rất là dễ dàng, thay thế cho những cái tên miền phức tạp mà chúng ta đang sử dụng đúng không? Thì ở dưới này đây là một số những cái trên của cái dự án Space ID này, chúng ta có thể vào đây chúng ta tham khảo. Và ở đây chúng ta thấy đó là họ cũng sử dụng cái công nghệ SDK và API sử dụng cho cái tên Web3 của họ đúng không? Ví dụ như chúng ta muốn xây dựng cái tên miền chúng ta, chúng ta vào Build with Art này, và vào đây thì chúng ta tìm hiểu được ở đây cái đội ngũ partner của cái dự án Space ID này. Bây giờ họ thống kê đó là có trên 100 partner với cái dự án này. Thì ở đây chúng ta thấy đó là tất cả những cái đối tác của Space ID được kê ra ở đây. Ở đây chúng ta thấy đối tác chiến lược cùng chắc chắn là Binance rồi đúng không? BNB Chain và BSC Scan này, Chainlink này rất là nổi tiếng, Galaxy này hay là Just Willis. Galaxy này cũng có làm về cả cái cung cấp tên miền để xác định danh tính các bạn nhé. Về ví ở đây thì họ cũng tích hợp với rất nhiều những ví nổi tiếng như là Just Wallet, Bitskip, Sapphire này, OKX đúng không?
Hay là ở dưới này đây là cái trên mà họ sử dụng, nó là RSS3 này hay là BSC Scan, rồi cái công cụ tool của GameFi ở đây, và hầu như là họ cũng khá là đầy đủ đúng không? Hay là dưới này ví dụ mảng social thì chúng ta cũng thấy đó là như dự án Kyber Connect này là một cái dự án mới bán con lead, cũng làm về mảng social này khá là nổi tiếng đình đám trong thời điểm hiện tại, thì cũng là đối tác của Space ID này, Hemas Network này. Đó, rất là nhiều những cái dự án về mảng social đều kết hợp đây, và DeFi cũng có rất là nhiều ở đây đúng không? Ví dụ như là có Dodo này, hay là Babyswap, Babydog đúng không? OpenSea. Ok, và ở dưới này đây là cái sản phẩm về cái tên miền phổ quát của họ, thì đây là một cái sản phẩm cũng sắp tới sẽ được ra mắt ở trên cái nền tảng Space ID của họ các bạn nhé. Và đây là một số những cái tính năng của tên miền cái phổ quát này. Đó, thì sau khi mà nó cập nhật thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm xem về cách để sử dụng nó như thế nào. Và ở đây sang trang chủ Twitter của dự án thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ là cái số lượng follow của dự án lên tới 523.000 lượt follow, cái số lượng follow cực kỳ lớn đúng không? Và như chúng ta biết đó là cái dự án Space ID này nó cũng mới ra thôi, và tổng số tweet bây giờ họ đăng nó là 686. Thì thường thường ấy, chúng ta tham gia thị trường crypto ấy, để mà theo dõi cái dự án nó phát triển hay không thì chúng ta thường thường theo dõi rất là chi tiết ở trên Twitter đúng không? Và Space ID ở đây thì mình thấy họ vẫn luôn cập nhật liên tục thông tin mới nhất ở đây, đó là Space ID kết hợp với Say Network. Say Network này là một cái blockchain layer 1 nhá. Nó cũng đang làm khá là tốt và có thể sắp tới này nó sẽ ra token. Và hiện tại bây giờ nó đang ở trong quá trình cuối testnet và sắp chuẩn bị mainnet thì để một list sàn đấy. Và kéo xuống dưới này thì chúng ta cũng thấy đây, ở đây họ thông báo đó là cái nền tảng Space ID 2.0 của họ thì cũng đã cán mốc đó là 5 triệu USD về cái volume sử dụng giao dịch trong 2 tháng đúng không? Đây là một cái kết quả rất là đáng kinh ngạc. Thì ở đây chúng ta vào thì chúng ta thấy có rất là nhiều người tương tác ở đây, chứng tỏ cộng đồng rất là quan tâm này. Hay là ở dưới này thì ở đây họ cũng thông báo đó là Space ID thì kết hợp với lại ZK Bridge về cái mảng Bridge của cái dự án Polyhedra Network này. Cái dự án này thì cũng là dự án có Binance Lab tham gia đầu tư đấy nhá, nó cũng chưa ra token. Hay là ở dưới này thì như ARB IDEX thì cũng mới kết hợp với Space ID này. Hay ở dưới này thì Sefu cũng mới kết hợp và hợp tác với lại Space ID. Đấy, nói về cái nền tảng của họ thì họ vẫn liên tục cập nhật và cũng như là họ liên tục thông báo hợp tác với lại rất là nhiều những cái đối tác chiến lược quan trọng đúng không? Chứng tỏ là cái dự án Space ID này nó cũng sẽ rất cần thiết trong tương lai ở trong lĩnh vực blockchain các bạn nhé. Thế nên là về cái việc cái dự án Space ID này phát triển ở trong dài hạn cũng như là cái việc mà để cho chúng ta hold cái đồng ID ở trong dài hạn là có thể hold được khi mà chúng ta vào đây chúng ta xác định được đúng không? Quay lại chúng ta xem về giá thì nhìn vào cái chart đồ thị này thì chúng ta thấy đây là một cái chart rất là đẹp đúng không? Nó cũng đã tích lũy, sau đó nó bump lên gần $1, sau đó thì nó lại trở về đúng cái vị trí giá ở cái thời điểm trước khi mà bump lên đúng không? Về cái vị trí là 0.45. Đến đây thì nó lại là một cái chart tích lũy. Thì ở đây nó sẽ rất là phụ thuộc vào Bitcoin. Như chúng ta cũng thấy ở đây thì gần như là lên đến đây thì cái đội ngũ MM họ xác định nó họ chỉ xả và thả trôi thôi đúng không? Đấy, gần như là xuống đây, như đến thời điểm hiện tại thì ở đây nó có cái volume giao dịch gom hàng rồi. Tuy nhiên là chúng ta xác định là giá, việc tăng giá hay giảm giá thì nó còn phụ thuộc vào cái lịch trả token. Ở sang đây thì mình cũng thấy đây, cái chart, nhìn vào chart đây thì ai cũng nhìn thấy rất đẹp đúng không? Nếu mà trong trường hợp mà Bitcoin nó đi lên thì cái dự án này nó lại pump lên như thế này các bạn nhé. Thì mình cũng không biết là giá pump sắp tới thì nó, nếu mà trong trường hợp Bitcoin lên nó pump lên đến bao nhiêu. Tuy nhiên thì nếu mà lên thì chắc chắn là nó cũng sẽ lên như thế này. Vì đây là nhìn cái chart này là chart tích lũy rồi. Thì sang đây thì chúng ta xem cái lịch trả token của họ sẽ diễn ra vào thời điểm nào. Ở đây thì chúng ta thấy này, đến 27 ngày nữa thì họ sẽ unlock token. Số lượng unlock đó là 8,74 triệu. Tương đương với lại 6,46%. Và ở đây họ sẽ unlock cho 4 round, đó là Ecosystem Marketing Foundation và Community Airdrop nhé. Và họ sẽ vẫn unlock thường xuyên cho 4 quỹ ở đây. Ở đây đến thời điểm tháng 2 của năm 2024, ở đây có thời điểm nó trả nhiều ở đây đúng không? Tháng 2, tháng 3 ở đây thì nó sẽ trả cho 8 quỹ. Đây là thời điểm mà nó sẽ trả nhiều này. Thì chúng ta chú ý đến cái thời điểm này, thời điểm hiện tại thì nó mỗi lần unlock 0.46% thì nó cũng chưa nhiều, nhưng mà tất nhiên là cái việc unlock này thì nó không ảnh hưởng nhiều đến đơn giá, như cái việc đội ngũ họ mua với giá
ở mức giá đó là tầm x7,5 đến x18 đối với lại những cái mức giá mua ở đây thì nó cũng không phải là quá cao. Nói chung là Binance Low Path thì tất nhiên là khi mà đẩy lên cái mức giá này á, thì Binance thì nó được trả trước thì nó cũng đã xả rồi. Thế còn đâu vào cái quỹ nó x khoảng 7,5 lần so với lại mức giá hiện tại thì nó cũng chưa phải là mức giá cao để các quỹ nó xả ấy. Thì với bản thân mình thì nếu mà các bạn sợ mà Bitcoin nó không xuống mức 22 đến 25 thì các bạn cũng có thể là mua một ít ở trong cái thời điểm tích lũy ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên đây là cái view của mình nhá, không phải là lời khuyên, đưa ra lời khuyên đầu tư. Các bạn nhá, các bạn phải cân nhắc thật là kỹ, bởi vì là em họ cũng đang theo dõi cái tâm lý cũng như là cái nước đi của những người giao dịch như chúng ta ấy, họ sẽ cho Bitcoin đi như thế nào. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại mà mọi người mua nhiều thì rất có thể nó cũng sẽ cho dump Bitcoin xuống, hoặc là đội nó gom đủ được hàng rồi, hay là nó thấy mọi người chưa mua có thể nó đẩy Bitcoin lên để cho mọi người FOMO ấy. Đấy, để mọi người nhảy vào. Tuy nhiên thì ở thời điểm 1-2 tuần ở đây mình thấy cái volume giao dịch của Bitcoin cũng như là tất cả các altcoin ấy là một cái volume giao dịch rất là thấp, hầu như là nó chưa có dòng tiền vào mấy. Và hiện tại bây giờ mình thấy nó cũng đang có hiện tượng là rút Bitcoin ra khỏi sàn. Tuy nhiên về bản thân mình đánh giá thì nó vẫn là trong một cái dấu hiệu giảm, còn đâu là chắc chắn là nó cũng sẽ không thể nào giảm nhanh và giảm sâu ngay lập tức được, trừ khi có sự kiện thiên nga đen. Có thể là một số những cái đồng altcoin ví dụ như SPYID này, mình thấy đây là một cái trạc tích lũy nó cứng ấy, cũng có thể là Bitcoin nó xuống ít thì nó cũng sẽ không xuống thêm sâu được, cũng có thể là như vậy. Với bản thân mình, nếu mà về cái target để mà mua hàng thì có thể là mình cũng mua được một ít ở giá này, để ví dụ như là khi nó lên tầm 0.6, 0.7 thì chúng ta được khoảng 50% chẳng hạn, ví dụ thế, khi mà Bitcoin nó hồi lên một chút. Thì đây là cái quan điểm của mình nhá, không phải là lời khuyên đầu tư, các bạn phải cân nhắc thật là kỹ các bạn nhá. Và đối với cái dự án này thì trong trường hợp nếu mà Bitcoin nó về khoảng 24 đến 25 hoặc là về sâu hơn nữa là 21-22 thì cái giá target đẹp cho cái dự án này mình đặt, thực ra mình đặt target ngay từ lúc đầu đối với dự án này là 0.25, là một cái mức giá khá là đẹp, là một mức giá cực kỳ ổn để cho chúng ta mua cái dự án ID này, với cái mức giá gọi là mức giá đẹp nhất có thể đối với dự án ID này rồi các bạn nhé. Đó, chúng ta luôn luôn phải có hai trường hợp xảy ra lên hoặc xuống, đúng không? Không một ông nào dám khẳng định đó là Bitcoin trong tuần tới, 1-2 tuần tới, hay là nó sẽ đi lên. Không ông nào cũng khẳng định 100% là nó đi xuống cả. Câu hỏi đấy là câu hỏi triệu đô rồi. Ok, vậy là mình cũng đã đưa ra cái phương án mua hay là bán đối với dự án ID này. Và tất cả những cái chia sẻ trong video đều là mục đích chia sẻ thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư các bạn nhé. Ok, và cái video cập nhật về SPYID của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy cái video của mình hay thì đừng quên cho mình một like, cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và đây là kênh YouTube Crypto News của mình. Trong kênh thì mình phân tích rất là nhiều các dự án tiềm năng để các bạn mua hold trong năm 2023 cũng như năm 2024 để chúng ta tối ưu hóa cái lợi nhuận trong đầu tư các bạn nhé. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để được cập nhật những cái video sớm nhất các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.